xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Minh. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn thân mến, Giáng sinh hay còn được gọi là Noel. Trong Giáng sinh có rất nhiều hoạt động như là ông già Noel, người tuyết, cây thông Noel, những chú thần lực đáng yêu. Trong đó, mình thích nhất là được tặng quà, bởi vì mỗi lần tặng quà sẽ có thêm rất nhiều đồ chơi hay và thú vị để chơi. Còn các bạn thì sao? Nhớ nói cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.